mạnh lên, mạnh lên. Rồi bên đỏ sắp sửa thắng, bên đỏ sắp sửa thắng. Rồi, rồi, rồi bên đỏ sắp sửa thắng. Rồi, rồi, rồi. Rồi chưa? 1 2 tại thành phố Vũng Tàu. Xin chào quý cô chú và các bạn nha. Hiện tại giờ mình đang chuẩn bị xuống bãi tắm, mình tắm biển nha các bạn. Ở đây bãi tắm của em chuẩn bị xuống tắm biển này nha. Gần khách sạn á, nắng bây giờ mấy cái bãi biển nó đóng cửa hết trơn rồi, bây giờ mình phải chạy ra suốt ngoài này mà để mình tắm. Bãi biển ở đây bãi biển Biển Đông bãi sau luôn nha mọi người. Bên tắm của Ngọc Vân. Hi, hello chị Phương. Đây. Trời ơi, gì trùng dữ vậy chị? Bố lạnh hả? Hello. Rồi rồi mọi người xuống biển chưa? Mọi người xuống biển chưa? Xuống đường này nè. Đúng rồi. Xuống đường đó nó rộng xuống cái gì con? Gì vậy? Hả? Có mua xuống nước hả? Mua xuống nước là xịt ai? Thôi. Này mình đang tiến xuống bãi tắm nha cả nhà. Các bạn yêu thích video này, các bạn nhớ cho một like, một share và đăng ký kênh để ủng hộ tí vlog này nha. Tắm nước ngọt lại là bao nhiêu? Người lớn 35. Người nhỏ dưới 6 tuổi 25. Hai đồ ướp. Này, người lớn là có giá là 35.000. Trẻ em thì dưới 6 tuổi 25.000. Hai đồ ướt. Vệ sinh 5K. Dạ. Đây mình đang tiến xuống bãi tắm nha cả nhà. Đây những cái gian ghế này là mình sẽ vô đây mình ngồi nghỉ mát nha. Đây mấy anh chị em chuẩn bị xuống bãi tắm tắm nha. Hai mẹ con cứ phút vô thay đồ rồi. Đây quay nếu như mình dưới bãi biển mình nhìn lên đây là Chúa Giang Tay này nha các bạn. Đây các bạn thấy không, đó Chúa Giang Tay. Rồi bãi biển bãi sau nha cả nhà. Bữa nay thứ tư nên cũng qua dịp lễ nên cũng khách cũng đi cũng ít chứ không có nhiều. Vài phút trên kia thì hơi đông. Mấy
nè, hello cả nhà nè. Giúp giò, giúp giò. Rồi đúng rồi, giò đưa giò, giò trái đi. Ừ, nhỏ rồi quay lại mày. Ừ, đúng đó, đẹp rồi đó. Đúng rồi. Quá trời, giò đẹp rồi. Một, hai, ba. Đây cũng khá nhiều người tắm nha nè. Đó, anh giàu, anh giàu anh ăn múa đó, đó không? Đó anh giàu đó. Anh giàu đang tắm biển. Đó cả nhà thấy chưa? Bãi biển này hôm nay sóng cũng hơi to nha các bạn. Chú này đang đi gà. Gà tím vàng nữa nha các bạn. Gà kim loại có vàng, lấy vàng đó. Ổng gà vàng đó. Đó, chú đang đi gà vàng nè, thấy không cả nhà? Ừ, đúng rồi, gà vàng á. Gà vàng á. Này bạn này đang làm gì đây không biết. Hello Khanh. Hello. Sao nãy giờ cảm giác tắm biển sao rồi? Vô mốt nè. Vô mốt luôn đúng không? Bảy bảy. Các bạn đang đến cái bãi biển của Vũng Tàu, chúng tôi đang ở hiện tại ở máy sao ạ. Ừ. Bầu trời nó có dung xanh và mát, thoáng mát, anh em có thể là tắm biển thoải mái nha. Nếu mà nước biển mà rất là bình thường, thoải mái, không có bụng, có cục cờ đen nào trong cái phạm vi mà nguy hiểm chúng ta, nên toàn bộ khúc gãy này đều là an toàn mọi người. Bãi biển là vừa xử lý nên là khá là sạch, nên là bữa nay nước biển cũng trong á Khanh. Dạ. Nước biển trong á. Trong á. Ờ em ơi. Đưa bàn tay xuống khoảng chừng 1 mét cho mọi người thấy bàn tay em nha. Ừ. Đây là nhóm thành viên của công ty Đức Hành 3. Đức Hành 3. Đó. Cho em một tấm cái đi ngoài quay cái chụp luôn tấm em. Rồi ok. Nè cả nhà nè. Nè cả nhà nè. Nè. 1. Vô lên. Rồi chưa? Chụp không? Ừ. Say hi nè. 1 1 2 3. Ok. Cho cánh vô mốt là chụp thiệt là nhanh nha. Đây em đang chụp nè, chụp cho gần hồi ấy. Xa chuyển mà được. Được, được. Đây. Nhảy lên. Nè 1 2 rồi nè, đếm 1 2 3 nha. Quẩy đuôi lên, quẩy đuôi lên. 1 2 3 rồi rồi rồi. Nè phóng xanh lại, phóng xanh lại. Này mấy anh em đồng nghiệp không á nha cả nhà, thì các anh em cũng vui vẻ. Nè 1 2 3 rồi. Giờ em đang đi xuống dưới rồi chị. Đó. Đây chị Thảo nha. Chị Thảo. Đây. 1 2 3. Rồi đẹp rồi chị ơi. 1 2 3 rồi.
Đây đi tắm biển mà chùm đầy mặt chưa nha cả nhà. Đám yêu quái đó kìa, thấy không, đang quậy kìa, to rồi tưng bừng luôn. Rồi bé ấy lậu phao luôn hả bé ấy? Lậu phao luôn hả? Đây anh Nam đang dẫn hai đứa đệ tử đi tắm nha. Hello cả nhà anh Nam. Đây có mấy chú này đi những cái món đồ mà như người ta tắm biển người ta rớt đó, cả nhà. Như là vàng heo hoặc là cái gì đó kim lậu người ta sẽ lụm hết luôn á. Mấy chú này đang đi gà nè, gà giống như gà mìn vậy á, thấy không? Mà mấy chú này đâu có cho mình quay đâu, mình đứng xa mình quay lại cho cả nhà xem. Cái đó ổng đi gà vàng á, nhưng mà ổng nãy giờ ổng đâu có cho quay đâu. Cái gà vàng biết được là sao có vàng là mấy người ta mấy người ta tắm ta gớt á. À, trời ơi, Vậy. Chú đi tắm biển ở đâu, chú tắm biển đây? Đi ở Bình Dương đi tắm biển. Ở Bình Dương vô đây ha. Trò chơi gì, bơi thuyền trên bộ hả? Rồi. Đây trò chơi bơi thuyền trên bờ nha các bạn. Nè coi quần có chắc chưa đó, thôi bơi không mất tiêu cái quần nha, giống vợ thằng đậu nha. Bơi liền. Bơi. Thấy mẹ đó cái chèo lấy gì hết vậy? Ai, chơi bay xồm mà chứ hết. Bơi đi Phúc, bơi đi. Bơi đi con. Bơi đi. Đây bắt đầu đổi sang chơi cái môn kéo co nha cả nhà. Kéo co. Nè, rồi chưa? 1 2 này kéo vòng 2 nha mọi người. Rồi kéo mạnh lên. Rồi bên đỏ sắp sửa thắng, Rồi bên đỏ sắp sửa thắng. Rồi.
Rồi chưa? 1, 2, 3, rồi. Đây anh già được cái gì đó mọi người. Mới bỏ túi nha. Mới gà được cái gì không biết nữa. Gà được cái gì anh bỏ túi à. Mấy anh em đang đá banh bãi biển nha. Ở đây là bãi biển Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu ở bãi sau nha mọi người. Xuống biển ở đây có trái banh đá là nói chung là ok luôn á. Đi. Lúc trên này mọi người tắm khá là đông hơn cả nhà. Bãi biển này hồi xưa là trống lắm đó các bạn, nhiều người đi xuống tắm đó, tại vì bây giờ nhà nước lấy lại rồi, khúc ở gần gần khách sạn Malibu đó. Bây giờ nó đóng cửa, nó không cho mở cửa nữa, cho nên bây giờ khách nó dồn lên trên đây gần Chúa Giang Tay. Đây mọi người đang tắm vui vẻ quá nè. Phong cảnh ở bãi biển khá là tuyệt đẹp luôn các bạn, tại thành phố Vũng Tàu.
Còn đây là chúa giang tay đó. Chúa giang tay mình quay cho các bạn xem đó. Quá đẹp. Phúc đang tập bê nha cả nhà. Đây, bé Phúc đang tập bê á. Mẹ bé Phúc đang tập bê cho bé Phúc. Rồi bơi đi, tập chủng đi. Mới lại xin 200 ngàn mua cái phao bơi đó cả nhà. Các biết không? Tắm biển về nha các bạn. Mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn yêu mến Tiếng Vlog Miền Tây nhớ cho like, share và đăng ký kênh ủng hộ nha. Ơ anh Bình. Trời. Tên lên YouTube đó hả? Bà bầu mà. Anh YouTube tên gì vậy? Tiếng Vlog Miền Tây. Tiếng Vlog Miền Tây. Hello, hello. Đi tắm vui không? Vui, vui. Vui quá, vui luôn phải không?